Đấy. Đấy như cái con này này, hai con đang cùng để đây. Đấy, ba con bốn con đây này, đấy, cơ quan sinh dục nó đấy. Đây là những con cái nhá, con cái. Con cái thì thường nó sẽ to hơn con đực một chút thôi. Đấy. Sau em làm ở đây có cho ai vào trong đây đâu mà. Người đang đẻ trứng. Các bạn đang xem ruồi đẻ trứng. Mỗi một lần là ruồi đẻ từ 500 đến 800 trứng. Đúng rồi. Mỗi lần đẻ 500 đến 800. Nó tùy vào chất cái con bố mẹ ở mức độ nào. Điều kiện lý tưởng là lên đến 900 trứng. Đẻ xong bao nhiêu ngày thì con ruồi 2 ngày chết. Đẻ xong chỉ 2 ngày là con ruồi mẹ chết. Nó để trong thời gian bao lâu thì thường xong một lứa. Phải để mất khoảng tầm 30 phút. 30 phút thì xong. Bọn này có tập tính là để trứng tập thể. Thường những cái chỗ nào nó đã để rồi nó sẽ chỉ những con ấy lại cứ tập trung vào để chỗ đấy. Chỗ đấy nó rất là hay. Đây cũng là đang đẻ đây. Hay trứng đấy. Cái này hơi ít nhỉ, cái nào có nhiều đôi đẻ nhỉ, cho anh xem thì. Đây, xem có cái nào nhiều đôi đang đẻ ấy. Đây, có kia, cái kia là nhiều nhất. Nó cũng gần trong cùng, nó vuông. Nữa đi. Nhiều quá đi phải cẩn thận, nó dắp nó chết đấy này. Xác suất rồi. Thế nên em không muốn mọi người vào nhiều. Sau này còn như không cho ai vào, mỗi công nhân. Những khe, nhìn các bạn nhìn thấy khe trứng. Rất nhiều trứng. Tôi bắt xe 37 nhé, nếu chúng ta bắt taxi 37 thì sẽ dần dần sẽ anh của 37. Hiện tại miền Bắc chưa một ai liên quan ở mùa đông, đến mùa đông là chữ lại hết. Con này đang đẻ đấy. Trứng chuẩn bị ra. Nó đang ghế để tìm đấy. Đấy, đang để đấy. Đấy, thấy cái đuôi phủi phủi đấy. Ôi, con kia vào phá. Đấy gì đâu, con ấy đang muốn để quá. Bị phủi ra đấy. À, nó đang đẻ rồi, đúng không nhỉ? Ừ. Quay đang đẻ là khó quá. Khó chứ. Nguyên lý của nó để nó phải để vào khe hẹp. Thì khe hẹp làm sao lộ được hết anh. Thế là ok rồi, nhìn thấy là nét phết rồi. Ít nhất là 30 phút mới để hết trứng. 30 phút, 1 tiếng. Để một lần là nó hết trứng luôn anh ạ. Không có để lần hai đâu.
rất nhiều nhỉ, thấy cứ đùn đùn liên tục trứng ấy. Thời gian đẻ khoảng tầm 30 phút cho ra từ 500 đến 700 trứng, 800 trứng. Đẻ liên tục. Vòi có đùn trứng nhá. Trứng thì trứng màu trắng, những khe đầy trứng. Bạn này vẫn miệt mài đẻ. Theo bạn Trường chủ trang trại này, mỗi một lần ruồi đẻ là tầm liên tục 30 phút. Và vòng đời của nó chỉ đẻ duy nhất một lần thế thôi. Cho ra từ 500 cho đến 800 trứng. Nhưng vấn đề kỹ thuật làm thế nào để cho nó nở ra, cái tỷ lệ nở cao lại là một vấn đề. Đó, trứng ra rất rõ nha. Đồn trứng ra đấy. Ruồi lính đen. Dù này ở nước ngoài nuôi để xử lý rác thì cũng khá lâu rồi. Việt Nam thì cũng mới mấy năm nay đấy, trong miền Nam trước. Trong miền Nam cũng nuôi vài năm trước rồi. Miền Bắc thì mới, rất mới. Trang trại của bạn Trường mà tôi đang quay rồi đẻ trứng nên là một trong những trang trại đầu tiên của miền Bắc. Lâu lắm, quay hết thì lâu lắm.